Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tuổi sông đất trong năm Giáp Thìn 2024. Bảng phương án này thì đã được bên văn phòng Tam Quái tính toán ra. Thì trong video này thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn như sau. Thứ nhất là phương án 1 là phương án tối ưu. Thì chúng ta có các cái tuổi đẹp sông đất như sau. Thứ nhất là tuổi Tân Dậu, tức là sinh năm 1981. Thứ hai là tuổi Mậu Thân và Kỷ Dậu, tức là năm 1968 và 1969. Thứ ba là tuổi Quý Dậu năm 1993. Và thứ tư là tuổi Bính Tý năm 1996. Thì nó sẽ rơi vào bốn cái chữ đẹp như sau: Quan, Tài, Ấn, Phúc. Quan tức là đường quan lộc, thăng quan tiến chức, thi cử đỗ đạt. Tài là tài lộc, tức là tiền tài. Ấn là danh vọng, quyền lực. Và phúc là bình an và hạnh phúc. Ở đây thì cũng có một cái dòng ghi chú như sau: tuổi sông nhà ngoài việc lựa chọn như trên thì nên tránh người sông nhà hình xung với mệnh của chủ nhà, và tránh những người đang có hạn như tam tai, tang chế, ốm đau, bệnh tật nặng. Lục xung, tức là Tý Ngọ xung nhau, Mão Dậu xung nhau, Dần Thân xung nhau, Tị Hợi xung nhau, Thìn Tuất xung nhau và Sửu Mùi xung nhau. Ví dụ như vậy thì mà bạn nào mà tuổi Mão thì cũng không thể nào chọn được người Tân Dậu 81, bởi vì Mão Dậu xung nhau. Rồi, thứ ghi chú tiếp theo nữa là tam hình. Tam hình thì có Dần Tị Thân, Sửu Tuất Mùi, Tý Mão, Thìn Dậu Ngọ Hợi. Và C, phần C là không chọn tuổi xung với thái tuế. Năm nay là năm Giáp Thìn, vì vậy trong bất cứ trường hợp nào cũng không được chọn người sông nhà có tuổi là tuổi Tuất. Tuổi Tuất thì sinh năm là 58 này, cộng thêm 12 năm nữa thì là năm 70, năm 82, năm 94, năm 2006. Phần D là không tuổi của người sông đất với tuổi của chủ nhà ấy, là không ra khí tuyệt mệnh giữa người sông đất với chủ nhà. Ngoài ra thì có thể chọn tuổi sông đất nên hợp thành lộc mã quý nhân với chủ nhà, lục hợp và tam hợp với mệnh chủ. Có một trường hợp đặc biệt trong tam hội cục là chỉ áp dụng cho chủ nhà tuổi Mão hoặc Dần. Với chủ nhà tuổi Dần thì chọn người sông là tuổi Mão, năm Ất Mão, năm 1975 là sẽ ra tài. Và chủ nhà tuổi Mão thì chọn người sông là tuổi Dần, Bính Dần, 1986 ra phúc, và Mậu Dần 1998 ra tài. Đó là phương án 1, là phương án tối ưu. Chúng ta có một phương án thứ hai nữa, đó là trường hợp nếu mà các bạn không thể lựa chọn được tuổi sông đất theo phương án 1 thì có thể lựa chọn theo phương án này. Chúng ta có một bảng như sau. Với can của chủ nhà là Giáp. Can của chủ nhà là Giáp tức là sao? Tức là nếu mà tuổi của bạn có đuôi là số 4, ví dụ là 64, 74, 84, 94, 2004 thì các bạn sẽ là Giáp. Thế có can là Giáp thì các bạn có thể chọn các tuổi như sau: 1956, 1996, 1968, 1969, 1981 và 1993. Đó là những tuổi đẹp. Với các bạn chủ nhà mà có can là Ất, tức là năm sinh của bạn có đuôi là số 3, thì chọn tương tự là năm 1968 này, 1969, 1980, 1960, 1992 và 1972, là chọn những người sông đất tuổi đó. Thứ ba là nếu mà can của chủ nhà là Bính, tức là các bạn có cái đuôi năm sinh là số 6, thì mình xin lỗi nhé, Ất là các bạn có đuôi là số 5, Giáp là số 4 này, Ất là số 5, Bính là số 6, Đinh là số 7, Mậu là số 8, Kỷ là số 9, Canh là số 0, Tân là số 1, Nhâm là số 2 và Quý là số 3. Mình xin lỗi với lại Ất là mình nhầm. Rồi, mình đang đến Bính, tức là các bạn có cái đuôi năm sinh là số 6 thì các bạn có thể chọn những người sông đất là 1968, 1980, 1960, 1981, 1993, 2005. Với những người có Giáp là có can là Đinh, tức là đuôi năm sinh là số 7 thì có thể chọn các tuổi sông đất là 1969, 1980, 1960, 1981,
1992, 1972, 2004 và 1984. Với những người có can làm mậu, tức là đuôi năm sinh là số 8, thì có thể chọn những tuổi sông đất là 1980, 1960, 1992, 1972, 1993 và 2005. Tiếp theo là với những người có can là kỷ, tức là đuôi của năm sinh là số 9, thì các tuổi sông đất đẹp là 1981, 1992, 1972, 1993, 2004, 1984, 1956 và 1996. Với những người có can là chữ canh, tức là năm sinh là số 0, thì chúng ta có thể chọn các tuổi là 1992, 1972, 2004, 1984, 2005, 1969. Với những người có can là tân, tức là đuôi năm sinh là số 1, thì chúng ta có thể chọn là 1993, 2004, 1984, 2005, 1956, 1996, 1968. Với những người có can của năm sinh là nhâm, tức là đuôi của năm sinh là số 2, thì chúng ta có thể chọn các cái tuổi sông đất là 2004, 1984, 1956, 1996, 1969 và 1981. Và cuối cùng là với những người mà có can của năm sinh là quý, tức là năm sinh có đuôi là số 3, thì chúng ta có những tuổi sông đất đẹp là 2005, 1956, 1996, 1968, 1980, 1960. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.